hai mặt đều chạy hết nha. Xoay 360 độ không có bị gì hết ha. Những chuyện quá khứ như xuất hiện trở về như một đợt thủy triều. Okay. Những thứ em yêu thích, những thứ em mạnh đó. Đang sống như thế nào. Bây giờ okay. Thực sự mới hiểu. Cái đó là bởi vì anh đạt được mong ước của mình được làm bác sĩ rồi. Tình yêu bị chán. Dây không có bị gì hết nha. Hàng không có bị gì, trời xước không có bị gì hết. Hàng cũng mới y nguyên nha, chưa khi dán tem. Đây. Em có lẽ thật sự đã hiểu lầm anh. Dây còn y nguyên. Một mình anh ở nước ngoài phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng không có nghĩa những chuyện quá khứ đừng nhắc được. Em biết đó, sinh viên trường y chỉ biết học và học mới đủ tư cách làm ở bệnh viện. Anh toàn tâm toàn lực, cuối cùng mới có được một cơ hội học ở trường đại học nước ngoài. Công việc tiên tiến nhất ở đó là nghiên cứu dự án điều anh mơ ước. Anh nhất định phải có được thành tích tốt nhất sau khi tốt nghiệp mới được giảm chân. Bởi đó này là cơ hội dạ. Duy nhất đời anh. Hai cái nút này, hai cái nút của tấm chưa nắng nữa là luôn. Ước mơ quanh thành sự thật rồi, nhưng nỗ lực trước đó coi như không uổng. Tấm đẹp. Tôi cũng vui như vậy. Không có nước, không có nước chậm chứ. Cảm ơn anh đã ở bên tôi 7 năm. Chúng ta có quá nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi hy vọng là chúng ta chia tay vui vẻ. Sau này tôi sẽ có cuộc sống mới của tôi. Anh cũng như thế. Nhưng mà hai chúng ta thì không thể nào. Ý tôi anh hiểu chứ. Sandra, anh đã thực sự phá hỏng tương lai của chúng ta. Nếu như lúc đầu anh không bỏ đi một mình, hoặc là sớm quay về tìm em, có lẽ chúng ta đã có kết cục khác rồi. Có lẽ là thế. Sẽ không có ai đứng mãi ở chỗ cũ chờ mà hơi đâu anh. Hơn nữa bây giờ tôi đã có người khác rồi. Kỷ dục hàng sao? Yêu đương cùng công ty, chúng tôi lại còn chung bộ phận. Không tiện nói cho mọi người biết lắm, nhưng hôm nay tôi thấy để nói cho mọi người.
Nhật Anh, Cà Mau nha. Mã đơn cuối là 75EV9T. Sao này em biết anh không phải muốn nhảy lầu rồi.